Tắm bà con ơi, tắm khi nào là tốt nhất cho sức khỏe trong một ngày? Chứ không phải ta tắm là giờ nào của nó cũng được đấy, nhưng mà nó không tốt nhất cho sức khỏe. Đó là thế này nha bà con nha. Tắm là người ta luôn luôn ta để giữ gìn cho cơ thể ta luôn sạch sẽ. Cách tốt nhất là tắm vào buổi sáng là tốt nhất, tắm vào buổi sáng để ta loại bỏ vi khuẩn mà còn làm cho cơ thể sinh sản được nhiều bạch cầu, nhờ vậy cải thiện hệ miễn dịch, tăng cường sức khỏe đề kháng, bảo vệ cơ thể trước những tác nhân gây hại. Quá tốt bà con ha. Loại bỏ những cảm mạo, bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất, tăng cường cho sự tỉnh táo, sảng khoái, sức khỏe, thể chất. Nên ta không nên tắm khi mới khỏi bệnh, không nên tắm khi mới khỏi bệnh 4 ngày. Nếu không cảm sốt, vận động mạnh, gây đau tim, đột quỵ, những trường hợp này sau 15 phút mới tắm. Ta tắm nha bà con, ta đi đau nắng về ha. Những trường hợp như đó, mới vừa khỏi bệnh là 4 ngày cũng không tắm, cảm sốt, vận động mạnh, gây đau tim, đột quỵ thì sau 15 phút mới tắm. Ăn sáng rồi không tắm, gây đầy hơi, khó tiêu, chướng bụng. Đó, may mà ví như đưa đến, bà con vui lòng lưu ý nha bà con. Nếu bà con có trông thấy được thì bà con vui lòng, đó là tốt. Còn tắm là tốt nhất là tắm vào buổi sáng nha bà con. Tắm vào buổi sáng, nếu ta tắm vào buổi sáng thì ta loại bỏ được vi khuẩn và làm cho cơ thể sản sinh nhiều bạch cầu, nhờ vậy cải thiện hệ miễn dịch, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ thể chất trước những tác nhân gây hại hả bà con, mà còn loại bỏ những cảm mạo, bổ sung nhiều vitamin và khoáng chất, tăng cường tỉnh táo, sảng khoái, sức khỏe của thể chất. Bà con ơi, tốt quá, bà con nên tắm vào buổi sáng nha bà con. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào nào, xin chào.